Hi, xin chào các bạn. Dưới đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì ngày hôm nay các bạn là ngày thứ hai là Duy được đi làm rồi. Đó thì Duy tranh thủ quay thật là nhiều những cái clip về xe Mercedes-Benz cho các bạn xem. Bởi vì hầu như là trong 4 tháng nay các bạn là hầu như là Duy sẽ không có ra cái clip gì hết. Đó và đặc biệt các bạn, ngày hôm nay thì ở showroom của Duy còn một chiếc xe Mercedes-Benz V250 AMG các bạn. Thì trước đây là chị đã quay rất là nhiều về cái chiếc xe V250 rồi, nhưng là phiên bản luxury đó, và có rất là nhiều những anh em, những anh chị là yêu cầu Duy là quay cái chiếc xe V250 AMG này các bạn. Thì ngày hôm nay là các bạn Duy mới có cái chiếc xe này ở showroom để mà quay. Thì thực ra các bạn, chiếc xe V250 AMG này là trước đây bên Duy đã có về một xe rồi, nhưng mà do là lần đó Duy cũng đã quay review rất là kỹ cái chiếc xe này, nhưng mà những cái file mà cameraman á quay á thì không hiểu tại sao mà coi như là chỉ có tiếng thôi, không có hình, nó bị lỗi các bạn. Đó thì Duy không có kịp quay lại. Đó bởi vì là cái chiếc xe V250 AMG mà năm ngoái nó về các bạn, là về xong là coi như là giao đi ngay luôn. Cho nên là lúc đó Duy cũng không có chiếc xe mà để quay lại cho các bạn xem. Thì mãi đến bây giờ nè thì mới có một cái chiếc xe V250 AMG này về để mà Duy làm. Đó thì các bạn biết rồi, cái số lượng của V250 thì nó đã hiếm rồi, và đặc biệt là V250 AMG này thì nó còn hiếm hơn rất là nhiều lần nữa. Đó, và cái chiếc xe V250 AMG này nè các bạn, nếu mà các bạn có xem gần đây là Lionel Messi các bạn đi qua Pháp á, thì cảnh sát Pháp đó đưa đón Messi bằng cái chiếc xe V250 AMG này ha, đi kiểm tra sức khỏe rất là ngầu luôn. Đó, và ngày hôm nay nè Duy sẽ tranh thủ quay cái chiếc xe này các bạn, bởi vì chiếc xe này chắc cũng là nay mai thôi cũng có thể là giao. Đó thì bây giờ là Duy sẽ không cho các bạn đợi lâu nữa, Duy sẽ review thật là kỹ và cho các bạn xem cái V250 AMG này có cái gì đặc biệt bạn. Đây là một cái chiếc xe mà thật sự là Duy nói là rất là tuyệt vời luôn. Ok, đây là đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz V250 AMG. Thì cái phần đầu xe thì các bạn rất là dễ nhận biết giữa chiếc xe V250 AMG so với loại V250 Luxury. Bởi vì đây là cái thiết kế của AMG, cho nên các bạn sẽ thấy là những cái điểm đặc trưng của nó ha. Chẳng hạn như là lưới tản nhiệt dạng viên kim cương và là một nan với logo to bản ở giữa. Và thứ hai nữa là cái cản của AMG, các bạn sẽ thấy cái cản của AMG lúc nào nó cũng được thiết kế là trẻ trung và thể thao hơn rất là nhiều ha. Đó, ngoài ra thì cái phần đèn xe của chiếc xe V250 AMG này thì nó cũng sẽ giống như trên cái chiếc xe V250 Luxury, đó là đèn LED thông minh các bạn. Các bạn sẽ thấy ở đây có chữ nè, LED Light nè, Intelligent Light System nè, nha, hệ thống đèn thông minh. Đó, về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy tổng thể nó sẽ như thế này. Đó, ngoài ra nữa các bạn, ở vị trí này các bạn sẽ thấy nó có một cái camera nè ở phần đầu xe nè, thì đồng nghĩa với việc là cái chiếc xe V250 AMG này được trang bị camera toàn phần, camera 360 độ các bạn nha. Đó, và đi lệch sang bên hông một chút xíu nữa các bạn thì các bạn mới thấy được cái điểm mà hấp dẫn cũng như là đặc biệt, nhìn nó rất là sang trọng, rất là cuốn hút của chiếc xe V250 AMG này, đó là cái kích thước và chiều dài của chiếc xe V250 AMG. Thì với cái chiều dài tổng thể của chiếc xe V250 AMG này nó sẽ dài hơn so với V250 Luxury, chính xác là 230mm các bạn, có nghĩa là dài hơn 2 tấc 3. Đó, rất là dài luôn. Chiếc xe V250 các bạn bình thường các bạn đã thấy nó rất là dài rồi ha, nhưng V250 AMG này nó sẽ dài hơn nữa. Ngoài ra là cái khoang sau của chiếc xe V250 AMG này được trang bị kính cách nhiệt màu đen luôn, cho nên là làm cho cái chiếc xe V250 này nhìn nó cực kỳ VIP luôn các bạn, rất là VIP luôn. Đó, cái điểm mà khi mà nhìn bên hông của chiếc xe V250 này nó cực kỳ cuốn hút luôn. Đó, ngoài ra tiếp theo nữa là cái bộ mâm của chiếc xe V250 AMG nè. Đây là cái bộ mâm của AMG luôn, cho nên là các bạn sẽ thấy đặc trưng nè ha, được sơn đen cũng như là những cái chi tiết mặt ngoài là để lộ cái mà nhôm luôn, nó sẽ không có sơn ở bên ngoài các bạn nha, mặt nhôm luôn. Đó, nhìn nó rất là thể thao và cá tính. Đó, và bộ mâm của chiếc xe này đi xem thông số nha. Chính xác là 245/45 R19, mâm 19 inch các bạn, nó sẽ to hơn 1 inch so với lại cái V250 Luxury. Gương khí hậu của chúng ta thì được thiết kế rất là to nè các bạn. Đó, có đèn LED tích hợp ở đây luôn, cũng như là phía dưới của cái gương chiếu hậu thì có camera ở đây.
Đó. Một cái điểm khác biệt nữa của chiếc xe V250 AMG này so với lại cái xe V250 Luxury là ở chỗ này các bạn. À, ở đây chúng ta sẽ có một cái thanh Bagamoy ở đây. Thì thật ra cái thanh Bagamoy này ở nước ngoài á thì có thể là lắp thêm cái baga ở trên mua, chúng ta có thể chở được rất là nhiều đồ cho những chuyến đi du lịch của bạn. Đó, thì ở đây cũng vậy các bạn cũng có thể order thêm cái thùng đồ ở trên. Đó. Nhưng mà các bạn không có để đồ, các bạn chỉ gắn cái baga mua như vậy thôi cũng làm cho cái chiếc xe của chúng ta nhìn hấp dẫn hơn rất là nhiều luôn. Đó, bây giờ Di sẽ đi về phía sau của chiếc xe V250 AMG này. Mặc dù là V250 AMG các bạn, nhưng mà các bạn sẽ không thấy cái logo của AMG. Đó, nếu mà các bạn thích, các bạn có thể mua thêm một cái logo của AMG, các bạn dán ở ngay cái góc bên này nè. Đó, thì làm cho cái phần đuôi xe của chúng ta nó đối xứng, nó đẹp hơn nữa. Đó, thì về cái phần thiết kế của hai cái chiếc xe mà V250 AMG với V250 Luxury các bạn, thì các bạn sẽ thấy không có khác nhau nhiều đâu, nó chỉ kéo dài ra thôi. Đó, cũng như là cái khoang sau nè, cái phần phía sau nè, nó cũng được thiết kế rất là vuông vắn luôn. Đó, nhìn nó rất là sang trọng, nhìn cảm giác nó rất là to tướng các bạn. Đó, đèn xe thì các bạn thấy ha, được thiết kế những cái đường led dọc thẳng đứng nè, rất là đẹp ha. Đó, AMG thì các bạn sẽ thấy cái cản sau nó cũng được thiết kế, cái cản sau ở dưới nè các bạn, nó cũng được sẽ thiết kế lại một phần so với là cái V250 Luxury. Bánh xe cua thì sẽ nằm ở khu vực này. Bánh xe cua sẽ nằm ở khu vực này các bạn, ở dưới. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tay quay, chúng ta sẽ quay để mà cái bánh nó sẽ hạ xuống từ từ thôi. Đó, cũng như là V250 Luxury thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có thể mở lên được nè. Đó, rất là tiện dụng ha. Thì những cái đồ đạc, những cái hành lý gì mà nhẹ hơn thì chúng ta có thể để ở trên khu vực này, để chúng ta khiêng vác đồ nó cũng sẽ dễ hơn. Đó, khu vực này các bạn nha. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể là mở thêm một tầng ở dưới nữa để chúng ta để rất là nhiều hành lý ha. Đó, V250 AMG này thì đây là cái chiếc xe 6 chỗ các bạn nha. Đó, trong khi đó thì V250 Luxury là chiếc xe 7 chỗ, cho nên là các bạn sẽ thấy nè, ở hàng ghế sau này chúng ta chỉ có hai ghế độc lập luôn. Đó, cho nên là khi mà ngồi chiếc xe V250 AMG này thì Di nghĩ là nó cực kỳ thoải mái ha, rất là thoải mái luôn. Đó, 6 ghế rồi các bạn nha, không phải là 7 ghế. Bây giờ Di sẽ đóng cửa lại. Ở khoang sau đó các bạn, ở khoang sau của chiếc xe V250 AMG này nè các bạn, là kiến màu đen nè, các bạn thấy không? Cái xe này chưa có dán kiến, chưa có làm gì hết luôn. Đó, nguyên cái khoang sau là các bạn thấy màu đen hết nè. Cho nên nhìn nó cực kỳ VIP luôn các bạn. Đó, một cái điểm mà chút xíu thôi, rất là nhỏ thôi, nhưng mà nhìn cái xe của chúng ta trông khác hẳn luôn. Bây giờ Di sẽ mở cái cốp điện ở phía sau lên. Đây. Cái cửa sau nó rất là to các bạn. Đó, các bạn thấy nè, rất là to ha. Như một mái hiên các bạn. Đó. Trong những chuyến đi du lịch đó các bạn, thì các bạn có thể là bắt một cái bàn ở đây, một cái ghế ở đây, hay là hai cái ghế ở đây, để chúng ta có thể vừa ngồi vừa ăn uống vui chơi với nhau ha. Đó. Cái này thì chúng ta có thể là bật lên cũng được các bạn. Đó, bật lên. Ha, chúng ta để rất là nhiều đồ ở khu vực này. Ngoài ra thì ở trong một cái cốp này nó còn có những cái chỗ để đồ ở trong này nữa các bạn. Ha, rất là nhiều thứ. Những cái này thì Di cũng đã quay cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Nó cũng sẽ giống như trên chiếc V250 Luxury thôi. Ha. Khu vực này thì để được những cái đồ mà để chúng ta thay bánh xe dự phòng rồi đó các bạn. Ha. Bởi vì là ngày hôm nay là Di tự quay các bạn, cho nên là Di sẽ không có tháo ra được cho các bạn xem rõ hơn. Ok. Đó, bây giờ Di sẽ đóng lại nha. Bây giờ Di sẽ dắt các bạn đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe V250 AMG này. Các bạn sẽ thấy ha, có những cái điểm gì đặc biệt hơn các bạn nha. Cái giá xe của chiếc xe V250 AMG này thì nó sẽ rơi vào cái giá chính xác là 3.232.000.000 các bạn. Đó, trong khi là cái chiếc xe V250 Luxury thì cái giá của nó là 2.662.000.000. Đó, nó trên đâu đó cũng khoảng tầm 700.000.000 các bạn ha, 700-800.000.000 gì đó. Đó. Về cái khoang phía trước của chiếc xe V250 AMG này thì các bạn sẽ thấy nè, có những cái điểm khác biệt so với lại cái xe V250 Luxury. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là cái màn hình.
À, bây giờ Duy sẽ bước lên xe luôn các bạn nha. Rồi, đóng cửa lại. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái phần màn hình của chiếc xe V250 AMG này. Đây là một cái màn hình 10.25 inch, nó sẽ to hơn so với cái V250 Luxury. Và cái màn hình này nó sẽ rất là giống trên cái chiếc xe GLC các bạn. GLC á, đây là cái màn hình MBUX luôn. Đó, y chang nhau luôn các bạn, không khác gì hết ha. Công nghệ y chang trên chiếc xe GLC luôn. Đó, rất là nhiều những cái tính năng trong này mà bằng ngôn ngữ bằng tiếng Việt thôi, chúng ta có thể là sử dụng coi như là rất là dễ, rất là tiện dụng. Đó, còn cái phần vô lăng của chúng ta thì nó là vô lăng tròn như thế này, nó không phải là vô lăng tái bằng giống như là những cái chiếc xe AMG khác các bạn nha. Đây là cái đồng hồ countermeasure của chúng ta. Đó, ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái nút là camera 360 độ nè. Đó, còn cái khu vực mà hốc gió máy lạnh thì các bạn sẽ thấy là những cái hốc gió máy lạnh được sơn màu đen bóng ha, sơn màu đen bóng cũng như là dạng tuabin. Đó, nếu mà cái hốc gió máy lạnh này mà nó có đèn đó các bạn thì nó còn sẽ đẹp hơn rất là nhiều nữa ha. Đó, các bạn sẽ thấy nè, cái khu vực này. Đó, còn cái khu vực này là cái khu vực để chúng ta điều khiển cái màn hình nè các bạn, touchpad nè. Đó, dynamic là cái chế độ lái của cái xe. Đó, thì cái chiếc xe V250 AMG này thì chúng ta sẽ có 3 chế độ lái thôi. Một là bằng tay nè, hai là comfort nè, ba là sport thôi. Đó, chỉ có 3 chế độ lái thôi, bởi vì đây là chiếc xe dành cho gia đình các bạn, nó sẽ không trang bị nhiều chế độ lái giống như những cái chiếc xe thể thao hoặc là những dòng xe sedan. Đó, khu vực này thì các bạn thấy có chữ B up nè, hệ thống cảm biến tắt mở, cảm biến phía trước phía sau. Còn cái nút này là cái nút này để chúng ta mở cửa phía sau nè các bạn. Đó, mở cửa sau phía phía bên trái ha. Đó, đóng cửa sau bên trái nè, mở cửa sau bên phải nè, thấy không? Đó, và chúng ta đóng cửa sau nè. Ok, volume lớn nhỏ, tắt mở màn hình, khu vực điều chỉnh máy lạnh thì nó cũng sẽ giống như thế này. Đó, thì các bạn sẽ thấy trên những cái chiếc xe Mercedes-Benz đó các bạn, mặc dù là mỗi dòng xe mỗi khác nhau, mỗi thiết kế khác nhau, nhưng trên cơ bản thì các bạn sẽ thấy nè, cũng chung một cái ngôn ngữ thiết kế thôi, nó đều giống nhau hết. Cho nên là có rất là nhiều những anh chị tại sao mà khi đã sử dụng cái chiếc xe Mercedes-Benz rồi và những cái chiếc xe sau, những cái chiếc xe sau nữa, thì khi khách hàng đổi các bạn thì vẫn đổi lên Mercedes-Benz, bởi vì là khách hàng đã quen với những cái trải nghiệm này rồi. Đó, khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày thì chúng ta mới thấy được coi như là cái tính tiện nghi cũng như là rất là logic của cái hệ thống mà bố trí những cái nút bấm này của Mercedes-Benz. Đó, thì cái màn hình này thì Duy cũng sẽ không nói nhiều nữa các bạn nha. Đó, không nói nhiều nữa bởi vì là nó cũng sẽ giống như trên những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz. Còn cái khu vực này thì các bạn sẽ thấy nè, ở đây nó có một cái nút bấm là màu đỏ các bạn, là để sửa ghế. Sửa ghế các bạn. Đó, bởi vì đây là cái dòng xe mà sản xuất nhiều dành riêng cho châu Âu, cho nên là Duy thấy là ở đây nó có sửa ghế thôi, nhưng mà không có làm mát các bạn. Đó, không có làm mát ha, một điều thiếu sót. Ở đây là có một cái nút khóa cửa nè, nút mở cửa nè, rồi công tắc để chúng ta chỉnh ghế nè. Ba cái vị trí nhớ ghế nó sẽ nằm ở đây, nó cũng giống như những cái mẫu xe khác thôi. Những cái nút nâng hạ kiến nè. Và đặc biệt cái hệ thống âm thanh của cái chiếc xe V250 AMG này là cái hệ thống âm thanh là Boommaster nè các bạn, thấy không? Đó, Boommaster ha. Hệ thống âm thanh coi như là hàng hiệu của Đức. Đó, rất là hay. Thì so với lại cái phiên bản V250 Luxury thì nó lại hơn ở phần loa âm thanh này nữa và màn hình ha. Tiếp theo nữa là cái khu vực táp lô này nè các bạn. Các bạn thấy nó rất là giống như carbon các bạn nha, nhưng mà nó không phải carbon đâu. Nó làm cái hiệu ứng là van carbon thôi, chứ nó không phải là carbon. Đèn viền nội thất này của chúng ta thì đổi được 3 màu các bạn nha. 3 màu, màu trắng nè, màu cam và màu xanh ha. Đó. Còn ngoài ra thì một cái điểm mà khác biệt nữa các bạn là ở cái phần con ngựa. Cái này mình gọi là con ngựa ha. Đó, cho nó đơn giản và dễ hiểu đi, mình gọi là con ngựa đi ha. Đó, thì chỗ này chúng ta có thể để được hai cốc nè. Đối với chiếc xe V250 mà Luxury các bạn sẽ không thấy là nó không có cái chỗ này là trống luôn.
đó, chống luôn, có thể đi lên đi xuống chỗ này được. Nhưng mà V250 AMG thì trang bị thêm cái con ngựa chỗ này, chúng ta có thể để được nước ở đây nè, để đồ ở đây ha. Ngoài ra ở trong cái hộc tủ này thì chúng ta có thể là để đồ, cũng như là ở trong này nó có một cái tủ lạnh nhỏ nè các bạn. Đó, chúng ta để cái được hai chai nước ở đây ha, hai chai nước làm mát ở đây ha. Đó, trong này thì được trang bị nè, tủ lạnh nè, các bạn thấy không? Di bấm nút cho bạn xem nè, đó, màu xanh nè. Đó, hai cái nút màu xanh nó sẽ lạnh hơn ha. Một cái nút màu xanh thì nó sẽ lạnh ít, hai cái nút màu xanh sẽ lạnh nhiều. Chúng ta bấm thêm một cái nữa tắt đèn thì nó sẽ tắt cái tủ lạnh. Ở đây được trang bị lại hai cái USB, hai cái USB-C các bạn, và cổng kết nối Apple CarPlay. Đó, cái xe mà nào mà có trang bị tủ lạnh đó các bạn thì nó sẽ rất là sang trọng cũng như là rất là đặc biệt các bạn. Đó, mặc dù là cái tủ lạnh đó là một cái chi tiết coi như là nhỏ thôi, thật sự nó không phải quá cần thiết, nhưng trong những trường hợp mà chúng ta đi xa đi thì mặc dù cái tủ lạnh này cái là cái tủ nhỏ thôi các bạn nói là để không có được đồ nhiều đâu, nhưng mà trong gia đình của chúng ta các bạn, khi mà chúng ta đi có những ông bà lớn tuổi nhiều khi cần phải uống thuốc này nọ, thì có những cái loại thuốc chúng ta phải bảo quản lạnh, bảo quản mát á, thì cái tủ lạnh này nó rất là đỡ các bạn nha. Đó, chúng ta không phải là để nước đồ thường xuyên đâu, nhưng mà Duy nghĩ là trong những cái chuyến mà đi du lịch đó, đi dài hè, đi dài trên xe, ngồi trên xe lâu đó, thì cần phải bảo quản những cái loại mà thực phẩm hoặc là những cái loại thuốc mà bảo quản lạnh thì nó cực kỳ hữu dụng các bạn nha. Còn cái khu vực này thì dành riêng cho cái hai cái hàng ghế sau này của chúng ta thì để làm mát cốc cũng như là làm nóng cốc nè. Duy bấm sang màu đỏ là làm nóng ha, bấm sang màu xanh là nó sẽ làm mát ha. Cũng như là bấm thêm một cái nữa nó sẽ tắt luôn. Nó sẽ, đây là một cái điểm khác biệt nữa của chiếc xe V250 AMG này, nó rất là tiện dụng luôn. Đó, ngoài ra nữa bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau của chiếc xe V250 AMG này, xem có gì đặc biệt hơn các bạn nha. À, kiến màu đen hết các bạn nha, rất là VIP. Cửa của chúng ta là đều là cửa trượt tự động hết. Đó, và một cái điểm mà đặc biệt ha, và Duy muốn cho các bạn xem đó chính là cái phần ghế, cái ghế Champion Chair của chiếc xe V250 AMG này. Đó, các bạn thấy không? Rất là đã ha. Trong gia đình của chúng ta ha, những cái chuyến đi du lịch dài ha, ông bà lớn tuổi có thể là ngồi ở cái vị trí ghế này thì cực kỳ thoải mái luôn, cực kỳ sướng luôn các bạn nha. Đó, ngoài ra thì ngoài cái ghế mà làm giống như trên chiếc xe Maybach nè các bạn, đó các bạn sẽ thấy ở khu vực này nó có những cái núm điều chỉnh nè, điều chỉnh ghế nè, cũng như là massage ghế luôn các bạn nha. Đối với các chiếc xe này có tính năng massage luôn các bạn nha. Đó, thì khi mà chúng ta ngồi vào cái ghế này thì chúng ta còn có một cái chỗ để mà thoải mái hơn, mà một cái chi tiết rất là nhỏ thôi các bạn, đó là cái chỗ đạp chân nè. Đó, cái chỗ đạp chân này đó các bạn, các bạn tưởng chừng là nó đơn giản, nó không có gì đâu, nhưng mà một cái chi tiết nhỏ này thôi nhưng mà làm cho cái người ngồi ở cái vị trí ghế này nó cực kỳ thoải mái luôn. Đó, cái với cái này á, thì chúng ta có thể tháo lắp được, trong những trường hợp mà các bạn nói là nó hơi vướng víu á thì chúng ta có thể tháo được rất là dễ. Một lát nữa đi qua bên kia Duy sẽ tháo cho các bạn xem. Đó, còn cái ghế này thì chúng ta có thể chỉnh nè. À, chỉnh này nè các bạn. Đó, ghế massage các thứ này nọ. Cái này là để chỉnh ghế nằm, ghế nghiêng nè. À, làm nóng, làm mát ghế nè. Các bạn thấy không? Massage ghế này nọ nè. Rất là tuyệt vời. À, rất là sướng các bạn nha. Ngoài ra thì cái ghế này các bạn, nó có một cái chi tiết nữa mà làm cho cái người ngồi cảm thấy thoải mái, khi mà Duy ngồi vào Duy mới phát hiện ra đó các bạn, đó là chính là cái gói tựa đầu. À, cái gói tựa đầu này các bạn, các bạn thấy giống trên chiếc xe S Maybach không, nó có một cái gói tựa đầu này. À, cái gói tựa đầu này không, mà nếu mà các bạn muốn mua mà rời á, cho cái chiếc xe của chúng ta thì cái gói này bên Duy bán khoảng 8 triệu một cái ha, 8 triệu một cái gói này, thì chất liệu của nó giống như là da lộn, cái da này nó gọi là da dinamica ha, và bên trong này là nó nhồi bằng lông ngỗng các bạn, rất là mềm, rất thoải mái ha. Đó, ngoài ra thì cái hàng ghế sau của cái chiếc xe hàng ghế sau cùng của bạn, của chiếc xe V250 AMG này là cái ghế thông thường. Đó, cái ghế thông thường giống như trên cái chiếc xe V250
luxury, nhưng mà cái V250 luxury á, thì hàng ghế này nó làm hàng ghế 3 cho nên chúng ta sẽ không có tay vịn ha. Và cái hàng ghế thứ hai á thì nó sẽ có tay vịn giống như trên cái V250 luxury này. Đó, nếu mà cái chiếc xe V250 AMG này các bạn mà được trang bị hai cái ghế phía sau cùng nó giống như hàng ghế ở giữa này á các bạn, thì nó tuyệt vời biết bao nhiêu luôn các bạn ha. Đó, coi như là bốn cái ghế của chúng ta đều là giống nhau hết, không phân biệt đối xử. Đó. Không phân biệt đối xử. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem ở khoang sau nè. Coi cái khoang sau nó có những cái gì không, mặc dù là cái khoang sau cùng nhưng mà Mercedes-Benz vẫn hầu như là trang bị đầy đủ cho nó những cái tiện ích dành cho người ngồi phía sau. Ok, bây giờ Di sẽ ra ngồi phía sau nha. Bây giờ thì Di đang ngồi ở cái ghế sau ha, hàng ghế sau cùng. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở hàng ghế sau cùng nó sẽ có những cái gì ha. Đó, đây là cái ghế phía trước nè, chúng ta có thể là để được một ít đồ ở đây. Ở đây ha. Đó, rồi khu vực này thì các bạn sẽ thấy là cái này, cái khe này các bạn, là khi mà chúng ta giao xe nó sẽ có một cái chỗ để chúng ta nhét cái cốc xuống nè. Cốc để chúng ta có thể để được ly nước, chai nước, ly cà phê gì ở này ha. Ngoài ra thì ở đây các bạn có thấy một cái nút bấm nè. Đó, cái nút bấm này các bạn biết làm gì không? Đó, Di sẽ bấm nút nè. Các bạn thấy nè. Đó, cái kính phía sau của chúng ta sẽ mở ra giống như cái mang cá các bạn. Đó, để dành cho cái người ngồi phía sau này, coi như là trong trường hợp mà muốn mở kính để lấy một ít gió trời ra thì chúng ta có thể bấm mở kính ha, nó thoải mái hơn rất nhiều. Ngoài ra các bạn, Di nghĩ là cái kính này nó có tác dụng giống như là một cái kính thoát hiểm. Một cái kính thoát hiểm, các bạn thấy nè, cái kính của chúng ta là nó khi mà bấm sát vào á, thì nó sẽ khích vào để mà có một cái ron để mà chặn cái tiếng ồn hay là chặn nước này lọ thôi. Đó, trong trường hợp mà khẩn cấp á các bạn có thể dùng chân đạp cái này ra. Đạp cái kính này thì nó sẽ bung ra thôi, nó giống như là một kính thoát hiểm. Đó, đây là một cái chi tiết rất là hay trên cái chiếc xe V250 AMG này. Đó, bây giờ Di sẽ đóng lại nè. Các bạn đè xuống ha. À, ok, ở phía sau này thì các bạn sẽ thấy có một cái lo ở đây, để nước ở đây, cũng như là cổng sạc nè, cổng sạc điện thoại ha. Hai bên đều giống nhau hết, tất cả mọi thứ. Đó, về hàng ghế sau thì các bạn sẽ thấy là như vậy ha. Đối với cái người ngồi bên này thì cũng sẽ có cái máy lạnh riêng nè các bạn, cũng có đèn đọc sách riêng ha, tay nắm riêng, bên này cũng vậy. Đó, nói chung là mỗi cái vị trí ghế ngồi cũng sẽ đều có những cái máy lạnh, đều tiện ích hết cho tất cả những mọi người ngồi bên trong, làm sao cho cái người ngồi bên trong xe của chiếc xe V250 AMG này thoải mái nhất có thể các bạn nha. Ok, bây giờ Di sẽ đi ra bên ngoài cũng như là mở cái máy của chiếc xe V250 AMG này cho các bạn xem. Các bạn, đây là cái nắp để chúng ta đổ xăng các bạn nha. Đó, cái nắp đổ xăng nè. Cái nắp đổ xăng nó nằm bên cửa của tài xế luôn. Đó, xăng của chúng ta là xăng A95 ha. Đó, chúng ta đổ xăng ở đây. Đóng lại ở đây thôi. Bây giờ Di sẽ mở cái nắp capo lên. Và đây là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz V250 AMG. Thì nó sẽ cùng động cơ với lại V250 Luxury các bạn, nó không khác gì hết. Đây là động cơ 2.0 lít, công suất là 211 mã lực. Đó, và moment xoắn của cái chiếc xe V250 AMG này là 350 Nm/m. Và đặc biệt các chiếc xe V250 AMG này bằng sử dụng cái hộp số tự động 7 cấp, 7 gear tunic của Mercedes-Benz. Nó sẽ không sử dụng động cơ hộp số 9 cấp các bạn. Đó, thì chắc chắn là Mercedes-Benz sử dụng cái hộp số này cũng có lý do của nó ha. Đó, ok thôi, bây giờ Di sẽ xin phép được kết thúc clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là chiếc xe V250 AMG này, thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những clip tiếp theo nha.